Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc cho mọi người luôn luôn bình an, vui khỏe. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn luôn đóng góp ý kiến, ủng hộ kênh cho Minh Hải miền Đông. Và hôm nay tôi lại tiếp tục gửi tới mọi người với một thông tin rất là nóng vừa truy cập và cũng rất là đau lòng. Lại thêm có một ca tử vong thứ 3 liên quan đến Covid-19 tại Đà Nẵng. Xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe và theo dõi chi tiết. Xin chào các bạn. Tôi trở lại gặp các bạn với một thông tin vừa cập nhật thật là buồn và rất là đáng lo ngại. Vì đây là thêm một ca tử vong thứ 3 liên quan đến là Covid-19 tại là Đà Nẵng. Nên mỗi lần cập nhật lại thêm một người là bị tử vong, trong lòng rất là đau và buồn. Vì hiện nay là lúc nãy thì tôi cũng có làm cho các bạn một cái video là nói đưa tới là 12 là bệnh nhân là Covid-19 hiện tại ở Việt Nam rất là nặng và nguy kịch. Thì cầu mong đừng có xảy ra một cái là bệnh nhân tử vong nào nữa. Tôi cũng đã gửi tới các bạn là 2 ca tử vong tại Việt Nam rồi, nhưng đây là tiếp tục thêm một cái ca thứ 3 tử vong nữa. Thật là nhanh các bạn ạ, và rất là lo ngại. Đó, thì tôi cũng muốn làm một cái video này là cập nhật là thông tin là nóng nhất và mới nhất để gửi tới cho mọi người. Mọi người cố gắng xem và chia sẻ ra rộng rãi để chúng ta cập nhật thông tin là chính xác và rất là mới, để cho những người là trên đất nước quê hương Việt Nam chúng ta là nắm bắt là thông tin cho là nhanh để biết và phòng tránh, ngăn chặn được là căn bệnh dịch này tại Việt Nam hiện nay. Và thưa các bạn, là theo là dân trí là sáng ngày 1 tháng 8, Bộ Y tế là xác nhận ca thứ 3 là tử vong do mắc là Covid-19 tại Việt Nam. Bệnh nhân mắc Covid-19 trên bệnh nền ung thư máu đã không thể qua khỏi sau biến chứng là suy tủy, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Và theo thông tin trên được đưa ra tại hội nghị là trực tuyến nâng cao là năng lực chuyên môn cho các cơ sở là khám chữa bệnh trong công tác là tiếp nhận, quản lý và điều trị là Covid-19 tại là 700 là điểm cầu. Và theo đó, bệnh nhân tử vong thứ 3 liên quan đến Covid-19 tại Việt Nam là bệnh nhân 449 nữ bị ung thư máu, điều trị tại khoa nội thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng, là ra viện vào ngày 23 tháng 7 năm 2020. Sau đó bệnh nhân có ho, sốt nên tái khám tại bệnh viện là ung bướu. Do có dịch tễ nghi ngờ nên bệnh viện đã chuyển ngay khu cách ly, lấy máu xét nghiệm là Covid-19 cho kết quả là dương tính. Và bệnh nhân được chẩn đoán là bạch cầu cấp dòng tủy kháng trị đái tháo đường là Covid-19, biến chứng là suy tủy, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Đến 19 giờ ngày 31 tháng 7, suy hô hấp nặng hơn. Được tiến hành là đặt nội khí quản, thở là bằng máy. Và các chuyên gia của Bộ Y tế là liên tục là hội chẩn trực tiếp là ca bệnh. Tuy nhiên, đến 22 giờ 30, hội chẩn và điều trị cho kết quả là thất bại. Vẫn tiếp tục thở máy, là vận mạch là liều cao, đến là 4 giờ 55 phút là ngày 1 tháng 8 thì bệnh nhân là ngừng là tuần hoàn hô hấp và được xác nhận là đã tử vong. Rất là đau lòng các bạn ạ. Đó, thì tôi cũng có nói là 12 ca hiện giờ trên Việt Nam chúng ta là rất nặng và nguy kịch, thì nay thì đã là thêm một ca tử vong nữa. Và theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, nguyên là trưởng khoa hồi sức là tích cực bệnh viện là Bạch Mai, tổ trưởng tổ hội chẩn chuyên môn chăm sóc điều trị ca bệnh Covid-19 diễn biến là cho biết là bệnh nhân là nặng là ung thư giai đoạn cuối, không đáp ứng điều trị là hóa chất. Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có thêm là tình trạng là viêm phổi, là nhiễm thêm là Covid-19 nên tử vong không khẳng định là hoàn toàn là do Covid-19. Là bệnh mới như giọt nước thì làm tràn ly,
Thì đây cũng mong là điều nào của nói của giáo sư tiến sĩ là Nguyễn Gia Bình là như vậy. Tại vì là bệnh nhân là bệnh trong người là quá nặng nên là kèm theo đó là Covid-19 nữa, thì nhất định thì cái đề kháng rất thấp và là bệnh nhân là tử vong thôi. Đó. Thì theo giáo sư Bình là việc điều trị các bệnh nhân là trong giai đoạn hiện nay là gặp rất nhiều là khó khăn. Vì nhiều bệnh nhân nặng, tuổi cao kèm theo nhiều là bệnh mãn tính như là chạy thận nhân tạo, suy tim rồi đái tháo đường. Chẳng hạn với bệnh nhân là 428, chúng tôi là không thể làm gì, tình huống là bất khả thi, bất khả kháng. Đó là giáo sư là mình nói như vậy. Và giai đoạn trước có những bệnh nhân nặng là chúng tôi là tập trung dồn sức và điều trị thì có khả năng phục hồi được. Tuy nhiên lần này thì các bệnh nhân nặng kèm theo nhiều bệnh mãn tính, hàng ngày là sống nhờ máy móc, giờ chỉ thêm một chút bất thường thì rất khó là chống đỡ. Đó là giáo sư Bình cho biết. Và trước đó là ngày 31 tháng 7, Bộ Y tế là xác nhận 2 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng đã tử vong, là 2 ca tử vong đầu tiên do bệnh dịch này tại Việt Nam. Và bệnh nhân đầu tiên tử vong là ca mắc 19, là thứ 428, là bệnh nhân nam 70 tuổi, bệnh nhân là khoa nội thận, nội tiết, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân là có địa chỉ là thường trú tại thành phố là Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, được công bố là mắc Covid-19 là ngày 27 tháng 7. Thì tôi cũng muốn nói rõ lại cho là các bạn là biết những bệnh nhân tử vong là có liên quan đến Covid-19 thì vừa qua. Và bệnh nhân có lịch chạy thận là nhân tạo là 2 lần trên 1 tuần, là trên 10 năm nay, và tăng huyết áp, suy tim và bệnh tim thiếu máu là cục bộ. Và 0 giờ 25 phút ngày 31 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân nhập khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng rất nặng, là liên lượng tử vong rất cao. Sau đó là 5 phút bệnh nhân xuất hiện nhịp tim chậm, được cấp cứu và chỉ định thở máy. Thì cái này là tôi nói thêm về cái bệnh nhân là đầu tiên cho các bạn. Đó thì bệnh nhân cũng đã là sáng là ngày 31 tháng 7 năm 2020 thì bệnh nhân là xuất hiện là ngừng tim, được cấp cứu tại chỗ nhưng đã tử vong vào lúc là 5 giờ 30 ngày 31 là năm 2020. Và ca thứ hai thì là bệnh nhân là mang là số là 437 thì bị suy thận mãn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo và tăng huyết áp, đái tháo đường và gút. Thì các bạn cũng thấy đó, tức là bệnh nhân thứ hai cũng đã tử vong rồi. Và đến tiếp tục là bệnh nhân là thứ ba thì cũng đã bị tử vong. Thì tính là đến 6 giờ sáng ngày 1 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng là 558 ca mắc Covid-19 và trong đó là có 3 trường hợp tử vong. Đây là một thông tin không đáng gì vui. Với là những ngày qua chỉ rất trong vòng 1 tuần là xuất hiện là từ ở Đà Nẵng mà cho đến nay thì đã có trên 100 ca là vướng vào căn bệnh trong cộng đồng và đã có 3 ca tử vong có liên quan đến Covid-19. Thì đến đây á thì tôi cũng mong, tôi cầu mong đừng có một ca là tử vong nào xảy ra nữa. Và mỗi lần là cập nhật là thấy rất là đau lòng và cũng mong cho các bạn là cố gắng là biết là tránh xa và phòng bệnh. Và cũng mong cho mọi người là luôn luôn bình an và mạnh khỏe. Thì đến đây tôi cũng xin tạm dừng video lại và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo là tin nóng nhất cập nhật trên kênh của Minh Hải miền Đông. Xin chào và tạm biệt.